với câu lạc bộ Thanh Hóa, Romario là một cầu thủ đặc biệt quan trọng. Anh quan trọng không chỉ bởi ở số bàn thắng chiếm tới 1/4 tổng số bàn thắng của cả đội, mà còn cả ở những đóng góp về lối chơi. Nhưng sau 22 vòng đấu, có tới 6 trận tiền đạo gốc Jamaica không thể ra sân. Ngoại trừ một trận do bận việc nhập quốc tịch ở Mỹ thì 5 trận còn lại đều do thẻ phạt hoặc án phạt. Trong 6 trận không có Romario, Thanh Hóa chỉ có 2 bàn thắng và giành vỏn vẹn 1 điểm. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng thể nào vui vẻ với kết quả hiện tại của đội bóng. Tất cả sẽ cố gắng hết sức để cải thiện. Còn bản thân tôi, nhiều khi tôi không hài lòng với bản thân bởi không giúp được đội bóng vì án phạt. Đó là cảm giác rất khó chịu. Romario là tiền đạo có phần bản năng, và việc phản ứng khi trọng tài xử lý không chính xác hoặc bất lợi với đội bóng dường như là đặc trưng của tiền đạo này. Tính khí nóng nảy trên sân của Romario đậm đặc, y hệt khát khao cống hiến, thi đấu mỗi khi được tung vào sân. Đó là bóng đá mà, nhưng ai ở ngoài sẽ không thể nào hiểu được. Có thể tôi giận dữ, hoặc có thể không trong một vài tình huống. Khi đá bóng, đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm, và tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất, nên dễ nổi giận nếu bị bất lợi. Nếu tôi không phản ứng với trọng tài, có lẽ họ sẽ không ghét tôi. Nhưng việc tôi phản ứng cũng là một phần của bóng đá. Và công việc của họ là phải làm sao để trận đấu diễn ra công bằng. Giờ là mùa giải thứ 2 của tôi ở đây. Và tôi tin, sau 4 trận đấu nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại V-League của tới. Romario là một tồn tại đầy mâu thuẫn trong lòng các cổ động viên Thanh Hóa. Họ khát khao có Romario trong đội hình ra sân để cống hiến và dĩ nhiên để ghi bàn. Nhưng họ lại lo ngại những phản ứng nóng nảy của cầu thủ này khiến đội bóng gặp bất lợi bất cứ lúc nào. Mâu thuẫn này càng lớn khi trong 4 vòng đấu còn lại, Thanh Hóa không được phép mắc sai lầm nếu muốn trốn vị trí đi playoff. We need the supporters, of course. Dĩ nhiên chúng tôi cần các cổ động viên ủng hộ. Họ giúp chúng tôi tin ở bản thân, có thêm động lực để chiến đấu. Và họ cũng là một phần quan trọng của bóng đá. Tôi chỉ có thể nói với họ rằng tôi và các đồng đội sẽ cùng ban huấn luyện nỗ lực hết sức để có thành tích tốt nhất. Đó là điều duy nhất tôi tin là quan trọng ở thời điểm hiện tại. Ở vòng 23, Thanh Hóa sẽ đối đầu với Thao Quảng Ninh, một đội bóng khốn khổ khác khi trong 5 trận đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng không có bất cứ chiến thắng nào. Và khi được hỏi về đối thủ, Romario trả lời với phong cách rất Romario. Về đối thủ Quảng Ninh sắp tới, tôi không quan tâm tới họ cho lắm. Giống như họ không quan tâm tới tôi vậy. Tôi và họ đều muốn giành 3 điểm. Và hãy cùng xem ai là người đạt được mục đích.